đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, côi cuốc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở. Tuổi thân mong cờ nó đói biết nhiều đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi. Tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương, rồi từng đêm nhớ rơi thêm nhớ thương. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Hát rất hay. Em không phải là một thí sinh nữa rồi, em là một ngôi sao. Đúng rồi. Cái giọng này hay rồi. Mà anh tin chắc rằng là, thôi chú đi, chú hay anh. Anh anh tin chắc rằng là em sẽ sớm đây thôi, em sẽ trở thành một người đồng nghiệp với tụi anh. Với cái dòng nhạc của em là dòng nhạc trữ tình bolero, chắc chắn em sẽ là người rất là thành công trong cái dòng nhạc này. Nhưng em sinh năm bao nhiêu con? Chưa dạ, con tên là Nguyễn Minh Nhật, năm nay con 14 tuổi. Con đến từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Rồi. Chú Biên đang khóc rồi.